Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật thông minh và thân thiện, đó là cá heo. Cá heo không chỉ là một loài động vật đáng yêu mà còn là một biểu tượng của sự thân thiện và sự thông minh trong thế giới đại dương. Hãy cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về loài này. Cá heo là loài động vật có vú, có nguồn gốc từ môi trường cạn khô, thường sống ở các khu vực biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi có nước sâu, giàu chất dinh dưỡng và có nguồn thức ăn dồi dào. Cá heo có hình dáng gần giống với cá voi nhưng nhỏ và thon gọn hơn. Kích thước của chúng dao động từ 1,2m đến 9,5m với trọng lượng từ 40kg đến 10 tấn. Mắt cá heo được đặt gần mõm cá, giúp chúng quan sát rộng và di chuyển dễ dàng trong môi trường nước. Lớp da của cá heo mềm mại và có màu từ xám đến đen, thường có các vết sọc hoặc chấm trắng. Một chú cá heo có thể tái tạo lớp da ngoài cùng của nó chỉ trong 2 tiếng. Đây là bí mật cho làn da trơn mịn của nó. Cá heo thở bằng phổi và sử dụng lỗ thổi ở đỉnh đầu để hô hấp. Cá heo sẽ chết đuối nếu ở dưới nước quá lâu hoặc bị nước lọt vào phổi. Mang tiếng là cá nhờ khả năng bơi lội, nhưng chúng vẫn có thể chết vì sặc nước. Cá heo sống thành từng tốp mà chúng tự tổ chức với nhau để săn bắt con mồi, trốn thoát kẻ thù hoặc thậm chí chăm sóc những con cá heo bị ốm hay bị thương. Mỗi chú cá heo đều có tiếng huýt sáo đặc trưng riêng. Chúng sử dụng âm thanh độc đáo này để gọi nhau. Một số nghiên cứu cho rằng cá heo sử dụng cả nước tiểu của mình để nhận diện bạn bè. Cá heo có răng nhưng không sử dụng để nhai. Thay vào đó, cá heo dùng răng để bắt con mồi và nuốt chửng chúng mà không cần nhai. Cá heo là loài ăn thịt, chúng thích săn mồi và ăn các loài cá nhỏ, mực, tôm và các loài sinh vật biển khác. Cá heo nổi tiếng với thính giác nhạy bén, xúc giác được phát triển đặc biệt trên da nhưng chúng lại không có khả năng ngửi. Thị lực của cá heo phát triển, có thể cảm nhận tần số cao gấp 10 lần so với con người. Cá heo có khả năng hiểu được ngôn ngữ hành vi đơn giản của con người. Cá heo là loài nhớ dai nhất thế giới động vật. Chúng có thể nhớ được sự việc một cách chi tiết với khoảng thời gian từ 20 năm trước. Về khoản này, cá heo còn vượt xa cả voi và tinh tinh. Cá heo có thể không ngủ trong nhiều tuần liền. Chúng sở hữu cơ chế ngủ vô cùng đặc biệt, có thể cho nửa bộ não của mình nghỉ ngơi tại một thời điểm nhất định khi nửa còn lại vẫn tỉnh táo. Cơ chế ngủ đặc biệt này không chỉ giúp cá heo không chết đuối, mà còn cho phép chúng giữ cảnh giác trước mọi nguy hiểm và thậm chí khuyến khích sự phát triển của não. Cái tên cá heo có thể khiến nhiều người hiểu nhầm. Nhưng sự thật thì cá heo không phải cá, mà là một loài thú. Chúng đẻ con và nuôi con bằng sữa, thay vì đẻ trứng như các loài cá khác. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cá heo. Hy vọng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới động vật dưới biển xanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.